is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my- Kênh Nhân Quả Luân Hồi xin kính chào các bạn. Đợt ấn tống dây chuyền Tây Tạng Lục Tự Đại Minh và Lăng Nghiêm Chú vừa rồi hết rất nhanh. Nhận thấy nhu cầu thỉnh dây của các bạn rất cao, nên hôm nay kênh tiếp tục mở chương trình ấn tống pháp bảo này. Mình xin nói sơ lược lại các đặc điểm của dây chuyền như dưới đây. Mặt ngoài dây chuyền bằng titan bền chắc, ghi Lục Tự Đại Minh Chú, thiết kế có thể xoay tròn quanh trục. Bên trong có chủng tự Lăng Nghiêm Chú, màu sắc của dây sáng bóng, tôn lên vẻ sang trọng. Sản phẩm thích hợp cho cả nam và nữ, được làm hoàn toàn từ titan cao cấp. Dây không bị đen, không gỉ sắt hay gây dị ứng. Bạn có thể đeo vĩnh cửu sản phẩm này vì nước và các hóa chất thông thường không thể làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Nói về chú Lục Tự Đại Minh, Phật thuyết như sau. Thiện nam tử, người trì minh chú kia, kẻ trì chú, ở trong bụng có các trùng. Các trùng ấy sẽ được bất thối chuyển địa vị Bồ Tát. Nếu lại có người lấy sáu chữ Đại Minh Đà Ra Ly này mà đeo giữ nơi thân, trên đảnh, thiện nam tử, nếu thấy được người đeo giữ ấy, thời cũng như thấy thân kim cang, như thấy tháp xá lợi, như thấy đức Như Lai, như thấy 100 ức trí tuệ. Nếu có kẻ trai lành, gái tính nào hay y pháp niệm sáu chữ Đại Minh Đà Ra Ni này, thì người đó sẽ được vô tận biện tài, được trí tụ tụ thanh tịnh, được đại từ bi. Như vậy, người đó ngày ngày được viên mãn công đức sáu chữ Ba La Mật Đa. Người đó được trời chuyển luân thánh vương quán đảnh. Người ấy lời nói hơi trong miệng phát ra, chạm đến thân người nào, người chạm được bất thoái chuyển Bồ Tát, màu chứng đắc vô thượng Bồ Đề, chánh đẳng chánh giác. Nếu người đeo giữ và thọ trì lấy tay chạm đến người khác, người được rờ chạm ấy màu được Bồ Tát vị. Nếu kẻ nam người nữ, con trai con gái, cho đến dị loài hữu tình khác, thấy được người đeo và thọ trì ấy, tất cả đều màu được Bồ Tát vị. Người như thế đó vĩnh viễn không còn chịu khổ, sanh, già, bệnh, chết, khổ thương xa lì mà được sự niệm tụng tương ưng không thể nghĩ bàn. Nói về chú Lăng Nghiêm được trích từ Kinh Lăng Nghiêm quyển 7. Phật bảo A Nan, ngươi và Ma Đăng già do tập khí ân ái từ nhiều kiếp, ta vừa tuyên thuyết thần chú liền khiến Ma Đăng già thoát hẳn lòng yêu, đắc quả A-la-hán. Nàng kia là dâm nữ, chẳng có tâm tu hành, nhờ thần lực thầm giúp, được mau chứng vô học. Huống là hàng thanh văn các ngươi trong hội, cầu tối thượng thừa, nhất định thành Phật, cũng như bụi bay theo gió, đâu có ngăn ngại gì. Hàng hữu học các ngươi, chưa ra khỏi luân hồi, phát tâm chí thành, tu chứng quả A-la-hán. Nếu chẳng trì chú này mà ngồi đạo tràng, muốn khiến thân tâm xa lìa các ma sự thì chẳng có chỗ đúng. A Nan, nếu có chúng sanh trong các thế giới, tùy theo vật dụng trong đất nước, hoặc lá, giấy, vải trắng để biên chép chú này, đựng trong túi nhỏ. Nếu người ấy ngu muội, chẳng thể tụng nhớ thì đeo trên mình
hoặc để trong nhà, nên biết người ấy trọn đời chẳng bị các thứ độc hại. A Nan, nay ta vì người thuyết chủ này cứu giúp thế gian được đại vô úy, thành tựu trí xuất thế gian cho chúng sanh. Sau khi ta diệt độ chúng sanh trong đời mạt pháp, có người biết tự trì tụng hoặc dạy người khác trì tụng chú này, nên biết những chúng sanh trì tụng như thế, lửa chẳng thể đốt, nước chẳng thể chìm, độc chẳng thể hại, cho đến tất cả ác chú của các thiên long, quỷ thần, yêu tinh, ma mị đều chẳng thể dính mắt. Tâm được chánh thọ, tất cả bùa chú, yểm cổ, kim ngân độc dược, cỏ cây, sâu, rắn, độc khí muôn loài vào miệng người ấy đều thành cam lồ. Tất cả ác tinh, quỷ thần, dù có độc tâm hại người, đối với người ấy cũng chẳng thể khởi ác. Các ác quỷ vương tần na, già ca cùng các quyến thuộc đều thọ ơn Phật, thường gia hộ người ấy. A Nan nên biết, chủ này thường có 84,000 vô số chủng tộc Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương, mỗi mỗi đều có quyến thuộc ngày đêm hộ vệ. Giả sử có chúng sanh nơi tâm tán loạn, chẳng thể vào Tam Ma Địa, miệng niệm tâm trì, thì các vị Kim Cang Vương thường theo ủng hộ thiện nam tử ấy, huống là người có tâm quyết định vào đạo Bồ Đề. Các vị Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương này khiến người ấy phát ra thần thức, thân tâm tinh tấn. Ngày đó được nhớ lại những việc từ 84,000 hằng xa kiếp đến nay, đều rõ ràng chẳng có nghi hoặc. Từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng, đời đời chẳng sanh vào các loài dược xoa, la sát, quỷ bệnh tật, quỷ thối, quỷ yểm mị, quỷ hút tinh khí, cùng các loài ngạ quỷ có hình vô hình, có tưởng vô tưởng và những sự ác độc. Thiện tri thức ấy hoặc đọc tụng, biên chép hoặc đeo giữ và cúng dường tâm chủ này, thì kiếp kiếp chẳng sanh vào những nơi nghèo nàn, hèn hạ và chỗ chẳng an lành. Các chúng sanh này dẫu cho tự thân chẳng làm phước nghiệp, mười phương Như Lai cũng ban công đức cho họ. Do đó được trong vô số kiếp thường với chư Phật đồng sanh một chỗ, vô lượng công đức như chùm quả ác xoa, đồng một chỗ huân tu trọn chẳng chia cách. Cho nên tâm chủ này hay khiến người đã phá giới được giới căn trong sạch, người chưa đắc giới khiến cho đắc giới, người chẳng tinh tấn, chẳng trí huệ, chẳng trong sạch, chẳng trai giới, thảy đều thành tựu. A Nan, thiện nam tử ấy, giả sử trước kia có phạm giới cấm, thì sau khi trì chú, các tội phá giới chẳng kể nặng nhẹ đều được tiêu diệt. Dù đã uống rượu, ăn ngũ tân và các thứ bất tịnh, tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cang, thiên tiên, quỷ thần chẳng cho là có lỗi. Dù mặc y áo rách rưới, khi đi đứng, đồng như trong sạch, dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, cũng chẳng hành đạo, mà trì tụng chú này với công đức vào đàn, hành đạo chẳng có sai khác. Nếu trước kia tạo các tội nặng ngũ nghịch, vô gián, những tội tứ khí, bát khí của tỳ kheo và tỳ kheo ni, thì khi tụng chú này rồi, cũng như gió mạnh thổi tan đóng cát, những nghiệp nặng như vậy đều trừ sạch, chẳng còn mãi may. A Nan, nếu có chúng sanh từ vô số kiếp đến nay có tất cả những tội chướng nặng nhẹ, tuy trong các đời trước chưa kịp sám hối, nay nếu biết đọc tụng, biên chép chú này giữ đeo trên mình hay để ở nơi chỗ ở, thì những nghiệp tích chứa từ trước đều tiêu như nước sôi, làm tan băng tuyết, chẳng bao lâu sẽ được vô sanh nhẫn. Lại nữa A Nan, nếu có người đàn bà chưa có con, mong cầu có thai, chỉ tam tưởng niệm hoặc đeo chú này thì được sanh những đứa con trai gái có phước đức trí huệ, cầu sống lâu được sống lâu, cầu phước báo được phước báo, cho đến cầu thân mạng sức mạnh đều được như thế. Sau khi chết, tùy nguyện vãng sanh trong mười phương quốc độ, chắc chắn chẳng sanh nơi biên địa, dòng hà tiện, huống là các tạp hình. A Nan, nếu các quốc độ, châu huyện, làng xóm bị nạn đói kém,
ôn dịch hoặc những nơi bị bệnh loạn, giặc cướp đánh nhau và tất cả những nơi có tai nạn khác. Biết thần chủ này giáng nơi bốn cửa thành và những tháp miếu hoặc trên các tràng phan, khiến chúng sanh trong nước thừa phụng chủ này cung kính lễ bái, nhất tâm cúng dường, khiến nhân dân mỗi mỗi đều chủ trong mình hoặc để nơi chỗ ở, thì tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt. A nan, nếu chúng sanh nơi các quốc độ hệ chỗ nào có chủ này thì thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui. Những tà trưởng do tất cả ác tinh biến quái ở mọi nơi đều chẳng sanh khởi, người chẳng chết yểu, gông, cùm, xiềng, xích chẳng dính vào mình, ngày đêm ngủ yên, thường chẳng ác mộng. A nan, cõi ta bà này có 84.000 tai biến ác tinh do 28 đại ác tinh làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tinh làm chủ, xuất hiện trên đời với nhiều hình dạng, hay gây các tai họa kỳ lạ cho chúng sanh. Hễ có chủ này thì thảy đều tiêu diệt. Trong phạm vi 12 do tuần, các tai biến hung dữ trọn chẳng thể xâm nhập. Cho nên Như Lai thuyết chú này bảo hộ người tu hành sơ học đời vị lai vào tam ma địa, thân tâm thư thái, được đại yên ổn, chẳng bị tất cả tà ma, quỷ thần và những oán thù, nghiệp cũ nợ xưa từ vô thị đến quấy hại. Người và hàng hữu học trong chúng với người tu hành đời vị lai, y pháp trì giới trong đạo tràng, được vị thầy truyền giới trong sạch. Đối với tâm chủ này chẳng sanh nghi hoặc, thì cái thân do cha mẹ sanh của người này nếu chẳng được tâm thông mười phương Như Lai bèn thành vọng ngữ. Thế nên sự kết hợp giữa hai thần chủ Lục Tự Đại Minh và chủ Lăng Nghiêm sẽ giúp bạn luôn luôn được bình an và được các chư Phật bảo hộ, lợi ích vô cùng tận. Để thỉnh dây chuyền, các bạn phải là thành viên của cộng đồng Địa Tạng. Các bạn xem điều kiện để làm thành viên của cộng đồng Địa Tạng ở link dưới video này nhé. Sau khi đủ điều kiện làm thành viên cộng đồng Địa Tạng rồi, các bạn vui lòng ghi âm ba biến chủ Lăng Nghiêm, một bạn chỉ nhận được một dây chuyền. Kết thúc ba biến, các bạn hồi hướng như sau: nguyện đem công đức đọc tụng ba biến chủ Lăng Nghiêm này, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh thế giới này, mau trừ tất cả nghiệp, phước đức chống tăng trưởng, thiên tai và dịch bệnh, thảy đều mau trừ diệt, chánh pháp được lưu thông, trụ thế thêm dài lâu, khắp tất cả chúng sanh đều phát bồ đề tâm, đồng trọn thành Phật đạo. Sau khi ghi âm, các bạn gửi file về email kênh nhân quả luân hồi a@gmail.com, kèm theo thông tin người nhận như sau: tên người nhận, địa chỉ người nhận và số điện thoại. Toàn bộ quà tặng lẫn phí ship, kênh sẽ thanh toán hoàn toàn cho các bạn. Trong lần ấn tống trước, kênh cũng đã ấn tống một bộ dây chuyền Lăng Nghiêm và hiện ấn tống này vẫn còn. Nếu các bạn thích và có nhu cầu thì vẫn có thể thỉnh thêm nhé. Các bạn xem điều kiện ấn tống ở link nằm dưới phần mô tả của video này. Kênh rất mong sớm nhận được file ghi âm của các bạn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.